Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Học Pha Chế. Ngày hôm nay bài học của chúng ta sẽ là tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của bình shaker, cách hoạt động của bình shaker và cách sử dụng bình shaker như nào ra làm sao. Xin mời các bạn đi vào bài học. Đầu tiên thì tôi muốn chia sẻ với cả các bạn biết rằng là bình shaker của chúng ta thì sẽ gồm có hai loại là phổ biến nhất trên thị trường và vẫn được sử dụng rộng rãi trong các mô hình quán bar và quán cà phê. Loại thứ nhất đó chính là bộ Boston shaker, và loại thứ hai của chúng ta ở đây đó chính là bình standard shaker. Đây chính là hai loại phổ biến nhất trên thị trường với dung tích rất đa dạng từ 500ml cho đến là trên 1 lít cũng có. Vậy thì hai cái loại này nó sẽ khác nhau như thế nào và sử dụng trong những mục đích làm sao, tại những môi trường như thế nào, thì tôi sẽ hướng dẫn và chia sẻ với các bạn về hai bộ dụng cụ này. Đầu tiên thì đó là Boston shaker. Thì đối với Boston shaker thì như các bạn đã thấy rằng chúng ta ở đây mình sẽ gồm có hai bộ phận của nó, đó là phần thân bình hay còn gọi là phần Boston, và bộ phận thứ hai của chúng ta gọi là phần mixing glass hay còn gọi là cốc trộn. Hai bộ phận này thì không thể thiếu được. Khi sử dụng thì những người bartender sẽ đưa hai cái bộ phận này vào. Đối với cái mixing glass thì chúng ta sẽ đưa lên phía trên đó, và thao tác là chúng ta sẽ đóng lệch chứ mình không đóng thẳng trực tiếp như thế này. Nếu chúng ta đóng thẳng trực tiếp thì cái khả năng cái bình này của chúng ta bị kẹt sẽ là rất cao, cho nên các bạn hãy nhớ rằng đối với bình sử dụng Boston shaker thì chúng ta sẽ đóng lệch như thế này đó. Sau đó thì sau khi shake xong thì chúng ta sẽ phải vỗ ra như này và mình lấy nó ra đó. Đi kèm với Boston shaker của chúng ta thì thông thường sẽ còn có một cái dụng cụ nữa, người ta gọi nó là cái strainer. Strainer hay còn gọi là cái lược đá. Thì sau khi mà chúng ta mình shake xong thì bởi vì là do Boston shaker của chúng ta thì nó sẽ không có những cái lỗ nhỏ để lược đá giống như ở trong cái bình standard shaker này của chúng ta. Vậy cho nên rằng là để lược đá được thì những người bartender chúng ta sẽ cần phải có một cái dụng cụ này gọi là strainer. Và chúng ta sẽ đưa lên phía trên đây đó, và thao tác như thế này. Và chúng ta sẽ có thể là rót cái hỗn hợp dung dịch bao gồm mocktail hoặc cocktail hoặc bất cứ thứ gì mà chúng ta lắc và lược bỏ lại phần đá ở bên trong. Hoặc trong trường hợp nếu không có cái dụng cụ là cái strainer này thì các bạn cũng hoàn toàn có thể rằng là chúng ta sử dụng thao tác rằng là mình làm như thế này, hoặc rằng là chúng ta mình ghé như này đó. Rồi. Đối với bình standard shaker của chúng ta thì cũng sẽ gồm có phần thân bình, một cái nắp to và một cái nắp nhỏ như thế này. Đó, các bạn hãy lưu ý rằng là không thể thiếu một bộ phận nào được. Nếu chúng ta bị chẳng may trong quá trình vận hành sử dụng chúng ta làm mất cái nắp nhỏ này thì chúng ta cũng sẽ không thể tìm mua được cái nắp nhỏ này, bởi vì người ta bán cái bộ này, người ta bán theo bộ luôn chứ người ta không bán lẻ cái này. Các bạn hãy lưu ý điều đó nhé. Rồi. Về nguyên lý hoạt động của bình standard shaker hay Boston shaker thì cả hai bình này nó đều hoạt động dựa trên nguyên lý đó là gặp nóng thì nó sẽ nổ, gặp lạnh thì sẽ hút. Và các bạn hãy nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ tuyệt đối không bao giờ mình được shake nó với cả những đồ có gas. Những đồ có gas ở đây là gì? Ví dụ như là Coca, Fanta, tonic, soda hay thậm chí là bia. Bất kể một cái dung dịch gì có cái CO2 thì chúng ta khi mình shake lên thì ngay phát shake đầu tiên nó sẽ bật nắp và toàn bộ cái hỗn hợp dung dịch đó sẽ bắn hết lên người chúng ta hay bắn lên người khách hàng. Vậy các bạn hãy lưu ý rằng chúng ta sẽ không shake với những cái dung dịch nóng, hay mình cũng sẽ không lắc với cả những cái hỗn hợp mà nó có chứa khí CO2, chứa gas ở bên trong. Các bạn hãy nhớ nhé. Rồi, vậy thì hai cái bình này với cái thể tích nó sẽ khác nhau như thế này thì nó sẽ sử dụng trong những cái hoàn cảnh và mục đích như thế nào? Ở đây tôi sẽ chưa nói tới cái vấn đề rằng là chúng ta sẽ shake ra làm sao hay cái kỹ thuật shake như thế nào, mà tôi sẽ muốn rằng là hướng dẫn chia sẻ để các bạn hiểu về cái bộ dụng cụ cũng như rằng là cái hoàn cảnh mà chúng ta sử dụng ra làm sao. Có rất nhiều bạn cho rằng là đối với Boston shaker thì cái mức độ sử dụng sẽ khó hơn, phức tạp hơn và nó mang tính chất gọi là chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên thì điều này thì cũng không thực sự là đúng, bởi vì là cho dù là ở mô hình quán bar cà phê thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng Boston shaker để dùng trong công việc của mình được. Vậy thì cái sự khác biệt lớn nhất ở đây đó chính là ở cái hoàn cảnh mà chúng ta sử dụng. Thông thường thì đối với ở cái mô hình là quán bar cà phê thì những cái đồ uống mà chúng ta thường xuyên mình sẽ phải lắc, phải shake thông thường sẽ là các loại trà này hay là sô-cô-la
hoặc rằng là một số các loại đồ uống khác, về cái thể tích của nó trong cái ly của mình nó rơi tầm 400 đến 500 ml, thì chúng ta sử dụng một cái bình 500 ml như thế này là vừa, là hợp lý. Ngoài ra thì standard shaker cũng sẽ có những cái loại bình standard shaker như này với cái dung tích lớn hơn, rơi khoảng là 1 lít đó, nhưng thông thường thì phổ biến nhất là chúng ta sử dụng cái loại bình như thế này rồi. Hay là kể cả ngay thậm chí ở trong mô hình quán bar thì chúng ta cũng đều có thể sử dụng cả Boston Shaker lẫn Standard Shaker. Vậy thì đối với Boston Shaker thì thông thường là sẽ rất phổ biến sử dụng trong các mô hình là quán bar rượu. Tại đây thì các bạn bartender chuyên về rượu hay còn gọi là mixology sẽ sử dụng những bình Boston Shaker này để pha chế ra cocktail. Với dung tích thể tích lớn của nó rơi tầm khoảng từ 750 đến 850 ml, thì chúng ta sẽ có thể rằng làm ra được rất nhiều những ly cocktail, từ 3 đến 4 ly cocktail trong một lần làm. Và như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian hơn, cũng như rằng là cái việc là chúng ta thao tác mình làm việc, tốc độ tối ưu hóa cái tốc độ làm việc của mình cũng sẽ là dễ dàng hơn. Thêm nữa một điều nữa rằng là như các bạn đã thấy rằng là đối với bình Boston Shaker này của chúng ta, thì với cái dung tích và thể tích lớn như thế này thì chúng ta cũng có thể dễ dàng trong cái thuận tiện trong cái quá trình là chúng ta mình biểu diễn tung hứng. Thay vì rằng là một cái bình nhỏ như thế này thì cái thao tác của chúng ta nó sẽ khó khăn hơn đó. Và thông thường thì đối với cái bình này thì ở trong quầy bar thì các bạn bartender rất phổ biến sử dụng bình này trong cái việc pha chế cocktail cũng như rằng là biểu diễn pha chế đó. Rồi thì qua đây, qua một số cái sự chia sẻ thì tôi hy vọng rằng là đã có thể rằng là giải đáp cho các bạn về cái sự khác biệt cũng như rằng là chúng ta sẽ lựa chọn bình nào, bình Boston Shaker hay là bình Standard Shaker. Về giá thành thì bình Boston Shaker bao giờ cũng sẽ có giá cao hơn. Tất nhiên rồi, bởi vì nó có dung tích lớn hơn cũng như rằng là cái cấu tạo của nó là nó cũng phức tạp hơn đôi chút. Vậy cho nên rằng là cái chi phí đầu tư cho cái bình này cũng sẽ là đắt hơn. So với cả một cái bình như thế này thì giá đâu đó ở ngoài chợ nó sẽ dao động từ tầm khoảng từ 80.000 cho đến 100.000 đồng đối với một bộ bình Standard Shaker như thế này. Vậy thì nếu như các bạn mở quán mô hình là quán cà phê nhỏ thì chúng ta sẽ phù hợp sử dụng bình Standard Shaker. Còn nếu như các bạn, chúng ta mình làm việc ở trong mô hình, môi trường là quán bar, chúng ta là bartender, mình pha chế rượu, pha chế cocktail, hoặc mình muốn rằng là biểu diễn chẳng hạn, thì chúng ta mình sẽ sử dụng bình Boston Shaker đây để chúng ta mình thuận tiện trong quá trình mà chúng ta mình biểu diễn đó. Rồi với cái dung tích lớn có thể pha ra được nhiều lần, cũng như rằng là chúng ta mình sẽ có thể dễ dàng mình ném những cái chai hoặc những cái dụng cụ của chúng ta vào đây để mình biểu diễn cho khách hàng xem. Rồi, vậy thì bây giờ sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn với cả các bạn về cái cách mà chúng ta mình sử dụng cái bình shaker hay Boston shaker hay Standard shaker thì chúng ta sẽ sử dụng như thế nào. Về cơ bản thì rằng là hai cái bộ bình này của chúng ta có cái nguyên lý hoạt động nó giống như nhau như tôi đã chia sẻ với các bạn. Tuy nhiên thì cách sử dụng của chúng ta thì nó cũng sẽ có hơi đôi chút khác biệt một chút đối với hai loại bình này. Đầu tiên thì tôi sẽ bóc tách nó ra. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng bình Standard Shaker trước. Để sử dụng bình Standard Shaker thì chúng ta mình sẽ gồm có 3 bộ phận, đó là phần thân bình, phần nắp bình và một cái nắp nhỏ như thế này đây. Đó, và không thể thiếu một cái bộ phận nào đó được. Các bạn hãy nhớ điều đó. Tiếp theo sau đó thì chúng ta mình sẽ đưa đá vào đây. Đó, đưa hỗn hợp dung dịch của mình rồi những cái nguồn nguyên liệu mà chúng ta mình pha chế. Thì thao tác của chúng ta thì các bạn hãy nhớ một điều là chúng ta luôn luôn sẽ tách rời 3 bộ phận của nó rời ra, chứ chúng ta sẽ không bao giờ thao tác khi mà có 2 bộ phận dính liền với nhau như thế này. Bởi vì nếu như trong trường hợp các bạn thao tác như thế này, chúng ta đưa lên thì ở phía bên trong này nó sẽ bị nén không khí vào đây, và cho dù các bạn xách cái bình của mình nó nóng hay nó lạnh thì cái hơi, cái không khí bên trong bị nén và nó sẽ bật nắp ra bên ngoài đó. Thì các bạn hãy lưu ý rằng chúng ta thao tác chuẩn và chính xác nhất là chúng ta sẽ luôn luôn tách rời 3 bộ phận của bình shaker ra. Đó, đưa lên đây. Sau đó đưa nắp nhỏ này lên. Đó. Sau khi các bạn shake xong thì các bạn hãy nhớ rằng là tôi sẽ chưa bàn về cái vấn đề là cái kỹ thuật shake như thế nào, bởi vì tôi muốn rằng là chúng ta mình hiểu về cái cách mình shake, hiểu về cái cách mà mình sử dụng để chúng ta mình an toàn đã. Và một lát nữa đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn về cái kỹ thuật mà chúng ta sẽ shake như thế nào ra làm sao. Đó. Vậy thì các bạn hãy nhìn đối với cái bình Standard Shaker của chúng ta ở đây. Thì chúng ta mình sẽ gồm có 3 bộ phận là phần nắp nhỏ, phần nắp to đây và phần thân bình, và sẽ gồm có 2 cái chốt của chúng ta ở đây. Đó. Vậy thì cho dù các bạn xách với cái kỹ thuật xách như thế nào chăng nữa thì các bạn sẽ hãy luôn luôn nhớ rằng là cái tay của chúng ta sẽ luôn luôn cố định và giữ chặt 3 bộ phận này và gồm có 2 cái chốt này. Hãy thử hình dung rằng nếu như bây giờ các bạn cầm ở cái phần nắp ở phía trên này các bạn lắc, trên thực tế là đã có một số học viên của tôi xách với cái phương pháp như thế này. Đó,
Và khi đang shake thì cái bình này nó rơi xuống dưới và tay chỉ còn cầm được mỗi cái này thôi. Và các bạn hình dung ra điều gì đã xảy ra. Hay rằng là nếu như chúng ta mình cầm ở cái phần thân ở dưới này và mình lắc, vậy thì khi đang lắc thì cái này nó bật nắp nó bay ra, thì các bạn cũng hình dung được rằng là chúng ta mình sẽ lãnh hậu quả như thế nào, đúng không ạ? Rồi, vậy thì sau khi chúng ta mình shake xong thì chúng ta sẽ thao tác rót ra ly như thế nào? Khi chúng ta rót ra ly thì các bạn hãy luôn nhớ rằng là chúng ta sẽ mở cái nắp nhỏ này ra trước. Đó, và các bạn có thể là kẹp ở đây trên ngón tay của tôi như thế này. Như vậy thì chúng ta nhìn sẽ xem chừng là chuyên nghiệp hơn thay vì chúng ta mình đặt đây. Và các bạn hoàn toàn cũng có thể đặt lên, nhưng các bạn đặt xuống đất thì các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta hãy ngửa cái nút này của nó lên các bạn nhé. Ngửa lên như thế này và chúng ta đặt ở đây. Đó. Sau đó thì chúng ta mình rót cái hỗn hợp nguyên liệu của chúng ta ra. Tư thế của mình là như thế này. Đó. Và các bạn hãy nhớ một điều rằng là tay của chúng ta luôn luôn cố định hai bộ phận này. Đó. Có rất nhiều bạn học viên của tôi sau khi xách xong thì các bạn ấy cầm ở phần đuôi như thế này và các bạn ấy rót, thản nhiên rót. Đó. Và đang rót thì cái này nó bật, nó rơi ra. Đó. Và các bạn hiểu rằng là điều gì xảy ra, đúng không ạ? Vậy thì các bạn hãy nhớ một điều rằng là chúng ta sẽ luôn luôn cố định hai cái phần này và rót. Sau khi rót hết hỗn hợp chất lỏng ra bên ngoài, nếu như chúng ta cần lấy cái phần đá có bên trong bình standard shaker thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu mở bình standard shaker và chúng ta mình lấy đá ra. Đó. Đó là theo trình tự, cái quy trình chúng ta sử dụng bình standard shaker là như vậy. Chứ các bạn hãy tránh cái điều rằng là sau khi chúng ta mình shake xong ấy thì chúng ta mình lấy cái nắp này ra, phát lấy cả hai cái, sau đó thì chúng ta đổ tổng tổng ra. Như vậy thì cái hỗn hợp dung dịch của chúng ta nó sẽ bắn ra bên ngoài, bắn ra khu vực mình làm việc và thậm chí bắn vào người chúng ta, hay tệ hại hơn là bắn lên người của khách hàng. Thì các bạn hãy tránh cái điều đó và chúng ta hãy nhớ quy trình là chúng ta mở nắp nhỏ, đặt ngửa lên đây, rót hết toàn bộ dung dịch hỗn hợp ra bên ngoài. Sau đó nếu cần lấy đá, chúng ta mở nắp ra, đặt nắp lên đây và chúng ta lấy đá. Sau khi mà chúng ta mình hoàn thành xong toàn bộ thao tác thì chúng ta đặt cái này, đặt cái nắp này đi vào đây. Và chúng ta hoàn thành toàn bộ cái thao tác, cái quy trình mà chúng ta sử dụng bình standard shaker. Bây giờ tôi sẽ nói về cái kỹ thuật shake. Kỹ thuật shake thì thật sự là có rất nhiều những cái kỹ thuật shake khác nhau, tùy theo cái thời gian các bạn làm việc, kinh nghiệm của các bạn, đam mê cũng như rằng là các bạn thích theo cái phong cách như thế nào. Thông thường thì mỗi người sẽ có một cái phong cách và một cái cách shake khác nhau, không có một cái phương pháp hay một cái cách nào là đúng cả. Mà chúng ta hãy quay trở lại cái bài lý thuyết của mình và chúng ta cần hiểu mục đích của việc shake là gì. Mục đích của cái việc chúng ta mình lắc đó là đảo trộn hỗn hợp nguyên liệu của chúng ta được hòa lẫn với cả nhau, khiến cho cái nguyên liệu của chúng ta, toàn bộ nguyên liệu được đảo trộn hòa lẫn, đồ uống có độ lạnh sâu. Nếu kỹ thuật shake của bạn tốt thì sẽ thể hiện ở việc là trên bề mặt của ly đồ uống nó sẽ có một lớp bọt xuất hiện và màu sắc của nguồn nguyên liệu đồ uống của chúng ta cũng sẽ được tác động một phần. Khi mà chúng ta sử dụng phương pháp shake này thì các bạn hãy luôn luôn ghi nhớ cái điều mà mục đích mà chúng ta sử dụng phương pháp shake là để đạt được mục đích của chúng ta là như vậy. Còn kể cả thậm chí là các bạn có thể là các bạn làm sao chúng ta an toàn trong lao động, hay mình đạt được mục đích shake thì thôi, hay thậm chí kể cả các bạn mình cầm như thế này, mình lắc, đúng không ạ, thì cũng được đi. Hay kể cả các bạn cầm như này, các bạn lắc này thì cũng không có vấn đề gì cả. Không ai người ta đánh giá các bạn cái chất lượng đồ uống của các bạn qua cái việc các bạn shake như thế nào. Đó, kể cả các bạn cầm, các bạn shake như thế này, nhưng làm sao chúng ta đạt được cái tiêu chí, đạt được cái tiêu chí của chúng ta trong cái lĩnh vực là chúng ta pha chế đồ uống thì thôi. Cái kỹ thuật shake nó sẽ thực sự nó cần thiết, nó liên quan đến phần nó gọi là technique, tức là cái kỹ năng. Cái kỹ năng nó là cái mà các bạn cần cái thời gian để chúng ta rèn luyện. Nếu như các bạn làm việc ở trong một cái mô hình gọi là 3M, tức là các bạn trực tiếp với khách hàng. Khi khách hàng của chúng ta ngồi ngay trước mặt chúng ta như thế này và chúng ta mình là người bartender ở trước mặt khách hàng, thì khách hàng người ta sẽ mong chờ nhiều hơn là chúng ta đó là chỉ là một ly đồ uống. Người ta sẽ muốn nhìn thấy những thao tác của các bạn, muốn nhìn thấy cái quá trình chúng ta làm việc, đúng không ạ? Vậy thì khi đó chúng ta sẽ cần phải rèn luyện những kỹ năng. Đó, vậy thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về những cái kiểu shake nào mà nó là cơ bản nhất mà đối với một người bắt đầu mà các bạn có thể sử dụng được. Vậy thì để an toàn cũng như rằng là shake đúng kỹ thuật nhất thì chúng ta mình sẽ shake theo cái phương pháp như sau. Thứ nhất, chúng ta luôn luôn đảm bảo ba bộ phận này của mình và hai chốt này được cố định và luôn luôn giữ chặt ba bộ phận này của chúng ta. Lòng bàn tay phải của các bạn hãy đặt vào cái chốt ở đây. Ngón tay cái của chúng ta hướng lên phía trên và chúng ta đặt vào phần nắp như thế này. Như vậy là tôi đã có thể là giữ cố định được bình shake này chỉ với bằng một tay. Tay trái của các bạn hướng ra, các bạn có thể đặt ở phía dưới đuôi của cái bình shaker như thế này. Đó. Và chúng ta như vậy mình shake xuống. Các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta hãy cố gắng đừng có dìm cái tay như thế này thì cái lực shake của chúng ta nó sẽ không được mạnh và dứt khoát. Các bạn hãy đưa từ trên xuống dưới. Đó.
như thế này, và hãy cố gắng là hãy sách một cách dứt khoát. Trong quá trình sách thì các bạn có thể giao tiếp với khách hàng bằng việc là mình nhìn khách hàng, mình nở nụ cười, hoặc có thể nói chuyện, hoặc có thể là whatever, bất cứ cái gì các bạn làm, nhưng hãy cố gắng tự nhiên và thoải mái nhất có thể để tỏ ra rằng là mình là thật sự là chuyên nghiệp. Sách như thế này đó. Sau một thời gian khi các bạn đã quen tay rồi thì đến khi đó các bạn sẽ có thể rằng là mình sẽ sách được những cái kỹ thuật sách khác. Nó sẽ khó hơn bằng cái việc cổ tay của chúng ta mình dẻo, mình linh hoạt, thì các bạn sẽ có thể là sách lên sách xuống như này đó. Thấy chưa? Đó, tôi sẽ thử cho các bạn xem. Chúng ta đưa đá vào đây. Đó, bệ nắp này. Đó, và kỹ thuật của chúng ta đây. Đặt lòng bàn tay ở đây, ngón cái ở đây. Ở dưới. Đó, tay trái chúng ta đặt ở dưới này và các bạn xách. Đó, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Đó, hoặc là sau một thời gian thì các bạn sẽ có thể là có những kiểu xách khác, ví dụ như này. Hoặc là như này. Đó, hay thậm chí là các bạn có thể là xách một tay. Xách một tay thì chúng ta có thể xách như này. Đây. Nếu như xách một tay thì các bạn hãy đặt tay mình ở đây, ngón cái đặt ở đây. Đó. Sau đó thì đưa tay phía sau. Đó là các bạn. Đó, đơn giản vậy thôi. Các bạn hãy nhớ một điều rằng là khi đạt được đủ độ ở một cái độ lạnh nhất định rồi thì chúng ta cũng sẽ không nên xách cố. Bởi vì là nếu như cái bình này của chúng ta nó quá lạnh ở một nhiệt độ nhất định, bình sẽ không thể chịu nổi nữa và nó cũng sẽ bật nắp, như rằng là chúng ta xách hỗn hợp nóng vậy. Vậy cho nên rằng các bạn hãy hiểu rằng là không phải rằng là chúng ta mình cứ xách mãi, xách tới xách lui là nó sẽ hút đâu các bạn nhé. Rồi, đó là về bình Standard Shaker. Vậy thì đối với bình Boston Shaker thì bây giờ chúng ta mình sẽ sử dụng như thế nào, ra làm sao? Thì đối với bình Boston Shaker thì nó sẽ có một chút phức tạp hơn một chút ở cái bình này. Thì tôi sẽ chỉ ở cái giới hạn là hướng dẫn các bạn về những cái gì cơ bản nhất mà thôi. Đó, chứ cũng sẽ không phải là mục đích. Đây là một cái video mang tính chất là biểu diễn, trình diễn. Các bạn hãy hiểu một điều là như vậy. Và đây là nó là cái video mang cái tính chất là tôi chia sẻ những kiến thức và hướng dẫn các bạn cách sử dụng làm sao cho an toàn và đúng đắn trong cái việc là sử dụng bình Standard Shaker hay là Boston Shaker. Đối với bình Boston Shaker thì các bạn hãy nhớ một điều rằng là khi mà chúng ta shake thì chúng ta sẽ luôn luôn là mình sẽ đưa cái mixing này của chúng ta là mình đưa vào đây đó, và chúng ta mình đưa lệch các bạn nhé, chứ không phải là mình đóng thẳng đó. Nếu như các bạn đóng thẳng như thế này ấy, thì khi chúng ta shake xong thì nó sẽ rất dễ bị hút. Và nếu như các bạn vỗ ra thì cái mixing này của chúng ta nếu nó bằng thủy tinh sẽ, tức là sẽ có một cái loại mixing nữa, nó không phải bằng inox như thế này mà cái loại đấy nó bằng thủy tinh. Thì đối với cái loại bằng thủy tinh như vậy thì khi các bạn vỗ ra thì nó sẽ bể vỡ hoặc nó sẽ bật ra bên ngoài. Thì các bạn hãy nhớ rằng là chúng ta sẽ đặt là đặt nghiêng như thế này các bạn nhé. Đó, tay trái của chúng ta cầm bình, cầm thân bình bốc sông, tay phải của chúng ta thì mình đưa cái phần mixing của chúng ta vào đây, đặt nghiêng như thế này. Đó. Sau đó thì các bạn hãy trụm cái bàn tay của mình lại thành một cái nắm đấm này, và chúng ta mình dứt khoát mình gõ nó xuống. Như vậy thì thao tác của các bạn nhìn sẽ chuyên nghiệp hơn và đẹp mắt hơn rất là nhiều, thay vì các bạn vỗ như thế này, đúng không ạ? Đó, hoặc là như này. Đó. Như này chẳng hạn. Đấy. Các bạn có thể là dứt khoát này, hoặc là thậm chí là như này. Được không ạ? Đó. Bất cứ cái gì mà các bạn cảm thấy rằng là thích. Rồi, sau đó thì cũng đơn giản thôi. Chúng ta tay trái mình đặt ở phía dưới đây, tay phải chúng ta mình đặt lên đây. Đó, và các bạn mình xách xuống. Chưa? Dứt khoát từ trên xuống dưới như thế này. Tay phải đặt đây, tay trái đặt đây. Đó. Chưa? Như này. Đó. Như vậy. Sau một thời gian thì các bạn sẽ có thể rằng là mình muốn phát triển hơn, mình muốn rằng là tập được nhiều cái kỹ thuật cao cấp hơn, hay rằng là những cái gì đó nó cao siêu, nó giỏi hơn, thì các bạn hãy luôn luôn ghi nhớ một điều rằng là cái
kiến thức thì nó là cái mà chúng ta có thể lĩnh hội rất là nhanh, nhưng mà cái kỹ năng nó là cái mà chúng ta sẽ cần cái thời gian để mình có thể là mình rèn luyện được. Đó, như thế này. Đó, một số bạn xách như này, hay là thậm chí có một số bạn là người ta đưa lên đầu này, người ta xách lại được. Đấy, như này, gọi là vác chày qua núi đó. Đấy, tôi cũng không biết là gọi như nào, thật sự là nó cũng chả có cái tên này đâu các bạn. Mà cái việc xách nó là theo phong cách của mỗi người. Mỗi người có một phong cách xách khác nhau. Đấy, không có ai là giống ai cả. Và tùy theo trong công việc của các bạn thì khi nào thì các bạn cần mình performance, mình cần trình diễn, cần biểu diễn cho khách hàng. Khi nào mà chúng ta mình không cần thiết, chúng ta cần tốc độ ra đồ công việc. Về cơ bản thì trong công việc của chúng ta mình vẫn chú trọng cái vấn đề là tốc độ ra đồ cũng như rằng là chất lượng về đồ uống. Các bạn hãy luôn luôn ghi nhớ điều này, và quan trọng nhất đó là an toàn trong lao động các bạn nhé. Rồi, qua bài học này thì tôi hy vọng là đã có thể cung cấp được cho anh chị các bạn một số kiến thức cơ bản, nền tảng về dụng cụ sử dụng của bartender, bình Boston Shaker và Standard Shaker. Hy vọng rằng là đã có thể cung cấp được cho các bạn những kiến thức thật là bổ ích. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài học kế tiếp.